Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Thuật Thể Thao. Thưa quý vị và các bạn, trong ngày hôm nay có một cái thông tin rất mới, đó là cái thông tin liên quan tới chiếc ghế huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Việt Nam. Như chúng ta đã biết là sau khi chia tay huấn luyện viên Philippe Chourie thì Liên đoàn bóng đá Việt Nam đang tích cực để mà đang trong quá trình tuyển chọn để lựa chọn cái huấn luyện viên để mà thay thế huấn luyện viên Philippe Chourie để chuẩn bị cho những cái mục tiêu trong năm 2024 này. Và trước mắt là hai trận đấu còn lại của vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á, và kế tiếp đó là những chiến dịch ở ASEAN Cup vào cuối năm nay. Thì do đó cái thời gian rất là gấp rút. Và theo cái thông tin mới nhất từ cái tờ KBS của Hàn Quốc ấy, thì cái huấn luyện viên mà được Liên đoàn bóng đá Việt Nam chọn đó là huấn luyện viên Kim Sang-sik. Kim Sang-sik rất là bất ngờ. Và đây là một cái nguồn tin độc quyền của cái tờ KBS này. Và trong cái thông tin của mình thì KBS nói rằng huấn luyện viên Kim Sang-sik đã gặp gỡ Liên đoàn bóng đá Việt Nam và ký hợp đồng để huấn luyện đội tuyển Việt Nam. Thì cái điều này có thể thấy rằng là một cái thông tin rất là bất ngờ đối với người hâm mộ bóng đá Việt Nam, vì ngay cả trên thực tế thì Liên đoàn bóng đá Việt Nam vẫn chưa công bố cái thông tin này, nhưng mà truyền thông Hàn Quốc họ đã đưa tin rồi. Và cái nguồn tin này còn tiết lộ là cái quyết định mà huấn luyện viên Kim Sang-sik nhận lời dẫn dắt đội tuyển Việt Nam ấy, thì nó có ảnh hưởng rất lớn bởi huấn luyện viên Park Hang-seo, người mà đã có cái quãng thời gian làm việc rất thành công cùng đội tuyển Việt Nam cũng như là U23 Việt Nam trong cái quãng thời gian hơn 5 năm làm việc với bóng đá Việt Nam. Và nguồn tin này còn tiết lộ thêm rằng là vào huấn luyện viên Kim Sang-sik với Liên đoàn bóng đá Việt Nam ký hợp đồng tới tháng 3 năm 2026, và dự kiến vào ngay cuối tuần này thôi, thì huấn luyện viên người Hàn Quốc sẽ bay sang Việt Nam. Đấy, bay sang Việt Nam. Thì đây là cái thông tin từ phía truyền thông Hàn Quốc thôi. Còn cái thông tin chính thức từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam thì chúng ta cần phải chờ để mà xác minh thêm. Còn đây chỉ là cái thông tin từ báo chí Hàn Quốc thôi. Và những cái tin đồn như này vẫn có thể là việt vị đấy nha mọi người nha, chứ không phải là chính xác 100% đâu. Bây giờ chúng ta phải chờ cái thông tin chính thức từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Và huấn luyện viên Kim Sang-sik là huấn luyện viên mà sinh năm 1976, đó, ông từng làm trợ lý cho Jeonbuk Hyundai và sau đó thì làm huấn luyện viên từ năm 2020 tới năm 2023. Ông này sinh năm 1976 là một huấn luyện viên mà trẻ đấy, và thực sự nói với bóng đá hiện đại bây giờ thì những huấn luyện viên 7x nói chung là rất ok, bởi vì là những người mà tiếp nhận cái công nghệ cũng như là những cái phương pháp huấn luyện mới thì có thể là giúp cho bóng đá nó sẽ được tươi mới và có nhiều những cái nét đột phá hơn. Thật ra cái chiến thuật và cái sơ đồ chiến thuật mà huấn luyện viên Kim Sang-sik hay sử dụng đó là sơ đồ 4-2-3-1. Thì chúng ta cùng chờ xem là nếu như mà ông ấy ký hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam để dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, thì chúng ta cùng chờ xem là liệu rằng là ông sẽ tạo ra một cái bước ngoặt không, khi mà ở thời điểm hiện tại thì bóng đá Việt Nam chúng ta đang có một cái nốt trầm, và đặc biệt là cái sự cạnh tranh rất là gắt gao từ phía Indonesia cũng như Thái Lan. Chúng ta biết rằng là đội tuyển Indonesia, U23 Indonesia đang bay cao dưới triệu đại của huấn luyện viên Shin Tae-yong. Sau 4 năm xây dựng và gây dựng đội thì bây giờ huấn luyện viên Shin Tae-yong đã giúp cho bóng đá Indonesia đang vươn lên rất là mạnh mẽ, và bằng chứng là họ đã đánh bại đội tuyển Việt Nam ở 2 trận đấu gần nhất tại vòng loại thứ hai World Cup 2026, và U23 của họ cũng đang tiến vào trận bán kết của U23 châu Á 2024, đúng không ạ? Thì đây là chỉ là cái thông tin ban đầu thôi, mình khẳng định lại một lần nữa, chỉ là cái thông tin từ phía truyền thông Hàn Quốc thôi, còn cái thông tin chính thức từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam thì chưa có, cho nên chúng ta sẽ phải chờ thêm. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Quý vị và các bạn có đánh giá gì về huấn luyện viên Kim Sang-sik cũng như là cái triển vọng mà huấn luyện viên này có thể mang lại cho bóng đá Việt Nam, thì chúng ta cùng chờ, thì hãy để lại ý kiến của mình phía dưới phần bình luận ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Quý vị và các bạn có thể bấm like và subscribe kênh YouTube Thể Thao để xem những video mới nhất liên quan tới lịch thi đấu, bảng xếp hạng và kết quả bóng đá được Thể Thao cập nhật liên tục vào mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.